Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Cuộc Sống Hôm Nay của chúng tôi. Chúng tôi luôn mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất. Còn bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình. Israel tấn công vào trung tâm Beirut lần đầu tiên sau 18 năm. Ít nhất 6 người đã thiệt mạng vào sáng sớm ngày 3 tháng 10 theo giờ địa phương tại trung tâm Beirut, thủ đô của Liban, sau khi quân đội Israel cho biết họ đã tiến hành một cuộc tấn công chính xác một cư dân trong khu phố nói với CNN rằng cuộc không kích đã đánh trúng một tòa nhà có cơ quan y tế Hồi giáo liên kết với Hezbollah. Cơ quan này có một văn phòng ở một tầng của tòa nhà. Các cuộc không kích của Israel cũng được báo cáo ở Syria, khiến ba người chết và ở Gaza, nơi có 8 người thiệt mạng. Một nhóm phóng viên CNN đã nghe thấy ba tiếng nổ lớn vào khoảng 11 giờ 40 phút tối giờ địa phương và thấy khói bốc lên phía trên khu phố Dahieh phía nam beirut một thành trì của hezbollah điều này xảy ra sau các chuyển động được báo cáo sau cả lực lượng israel và chiến binh hezbollah đều xác nhận đã tham gia giao tranh trên bộ ở miền nam liban trong khi israel khẳng định rằng hoạt động trên bộ có giới hạn và địa phương mà nước này tiến hành ở liban hôm thứ ba không phải là một cuộc xâm nhập lớn thì tình hình trên thực địa dường như cho thấy nước này đang chuẩn bị cho khả năng mở rộng sự hiện diện tại đây Quân đội Liban hôm thứ Tư cho biết lực lượng quân sự Israel đã vi phạm biên giới, tiến sâu 400 mét vào lãnh thổ Liban trước khi rút đuôi. IDF đã gửi lệnh sơ tán đến 51 ngôi làng ở miền nam Liban, hướng dẫn người dân di chuyển về phía Bắc. Khu vực nằm trong lệnh sơ tán của IDF chiếm một phần tư toàn bộ lãnh thổ Liban, với cư dân bị đẩy xa hơn 30 dặm về phía Bắc so với nhà của họ. Tên lửa Iran rơi như mưa xuống một trong những căn cứ không quân lớn nhất của Israel. Đoạn video ghi lại cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel dường như cho thấy khoảnh khắc hàng chục tên lửa rơi như mưa xuống khu vực gần sân bay Nevatim của Israel. Những vệt sáng màu cam rực rỡ có thể được nhìn thấy xuyên qua bầu trời đêm phía trên căn cứ quân sự sa mạc, khi Tehran phóng khoảng 180 tên lửa đạn đạo trong một cuộc tấn công trên không quy mô lớn. Một số dường như đã bị hệ thống Iron Dome chặn, trong khi một số khác thì đâm xuống đất. Các cảnh quay khác được chia sẻ trên mạng xã hội ngày 2 tháng 10 cho thấy tên lửa phát nổ gần trụ sở Mossad ở ngoài ô phía Bắc, theo Avid. Theo động phim ghi lại vị trí địa lý, Not căn cứ không quân lớn nhất và lâu đời nhất của Israel, dường như cũng là mục tiêu của đợt tấn công này. Hiện vẫn chưa rõ liệu có thiệt hại nào do các cuộc không kích gây ra hay không. Theo các quan chức, hầu hết các tên lửa do Iran phóng đều bị vũ khí đất đối không của Israel và Mỹ đánh chặn. Hệ thống phòng không của Israel được gọi là Iron Dome được thiết kế để đánh chặn các tên lửa dự kiến tấn công vào các khu vực đông dân cư hoặc cơ sở quân sự. Để bảo tồn các tên lửa đánh chặn có giá trị, hệ thống có một cơ chế cho phép tên lửa bay qua nếu chúng không được dự đoán là sẽ đâm vào vật gì đó trên mặt đất. Lầu Năm Góc xác nhận hai tàu khu trục hạm có căn cứ tại biển địa Trung Hải đã tham gia vào hoạt động này. Các cảnh quay được các nhà phân tích tình báo nguồn mở định vị cho thấy một khối lớn do tinh lửa đâm vào một con đường gần Ramat phía bắc Tel Aviv. IDF cho biết có người bị thương trong cuộc tấn công của Iran, nhưng trường hợp tử vong duy nhất được ghi nhận là một người đàn ông Palestine ở Jericho, một thành phố ở bờ Tây. Truyền thông nhà nước đưa tin, đây là lần đầu tiên Iran sử dụng tên lửa siêu thanh. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phá hủy một số lượng không xác định hệ thống phòng không Arrow tối tân của Israel bằng tên lửa siêu thanh Fakatar 2. Căn cứ không quân Nevatim, cách Jerusalem khoảng 40 dặm về phía nam, là một trong những căn cứ quân sự lớn nhất của Israel và được biết đến là nơi đóng quân của phi đội máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của nước này. Có nhiều câu hỏi về thiệt hại trong cuộc tấn công của Iran vào cuối ngày thứ ba khi IDF đang đánh giá các địa điểm bị tấn công. Căn cứ này trước đó đã bị nhắm mục tiêu và hư hại trong một cuộc không kích tương tự cho Iran tiến hành vào Israel vào tháng 4. Người phát ngôn của IDF cho biết lực lượng không quân của họ vẫn tiếp tục hoạt động hết công suất sau khi cuộc ném bom dừng lại. Mỹ cũng cho biết họ không nhận thấy bất kỳ thiệt hại nào đối với máy bay hoặc tài sản quân sự chiến lược ở Israel. Israel hạ sát thủ lĩnh cấp cao của Hamas. Quân đội Israel cho hay máy bay chiến đấu Israel đã tiêu diệt một số thủ lĩnh của phong trào Hamas khi họ đang ẩn náu trong một đường hầm ở phía bắc Gaza. Hamas chưa bình luận về thông tin này. Lực lượng phòng vệ Israel ngày 3 tháng 10 tuyên bố đã hạ sát thủ lĩnh Hamas Rawi Mustaha, người đóng vai trò thủ lĩnh của chính quyền Hamas ở dài Gaza và được coi là cánh tay phải của thủ lĩnh phong trào này, Yahya Sinwar. Thông báo trên mạng xã hội Telegram của IDF nêu rõ, khoảng ba tháng trước trong một cuộc không kích chung của idf và isa cơ quan an ninh nội địa israel ở giải gaza các lực lượng trên đã hạ sát rawi mustaha người đứng đầu chính quyền hamas ở giải gaza seme osirai người giữ chức vụ an ninh trong văn phòng chính trị của hamas và ủy ban lao động của hamas và sami ode chỉ huy cơ chế an ninh chung của hamas theo idf cuộc tấn công được thực hiện bởi máy bay chiến đấu nhắm vào các thủ lĩnh hamas khi họ đang ẩn náu trong một đường hầm ở phía bắc giải gaza IDF cho biết thêm, lực lượng này có thông tin tình báo chính xác cho thấy các mục tiêu đang ở trong đường hầm. Hiện tại, Hamas vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Lực lượng Hamas hầu thi thừa nhận thực hiện tấn công bằng súng ở Tel Aviv. Hai thành viên của Hamas từ thành phố Hebron ở bờ Tây đã thực hiện vụ việc ở hai địa điểm khác nhau ở trung tâm Tel Aviv sau khi tấn công một lính Israel bằng dao. Ngày mùng 2 tháng 10, phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza cho biết đã tiến hành vụ tấn công bằng súng tại thành phố Tel Aviv của Israel vào tối ngày 1 tháng 10, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng. Cảnh sát Israel cho biết đây là một trong những vụ tấn công bằng súng nghiêm trọng nhất tại thành phố này trong những năm gần đây. Trong một tuyên bố, lữ đoàn Onwasam, cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas, cho biết hai thành viên của lữ đoàn từ thành phố Hebron ở bờ Tây đã thực hiện vụ việc ở hai địa điểm khác nhau của trung tâm Tel Aviv sau khi tấn công một binh lính Israel bằng dao. Trong số đó, có tấn công bằng súng ở vùng ngoại ô phía nam Tel Aviv, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và một vài người khác bị thương. Cảnh sát cho biết, vụ việc xảy ra ở ngoại ô thành phố Jaffa và cả hai tay súng đã bị bắn hạ ngay tại hiện trường. Trong một diễn biến khác liên quan đến tình hình Trung Đông, lực lượng Houthi ở Yemen ngày 3 tháng 10 cho biết đã thực hiện cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào mục tiêu ở Tel Aviv. Hiện Israel chưa xác nhận về thông tin này. Trong tuyên bố, Houthi cho biết đã thực hiện hoạt động quân sự bằng thiết bị bay không người lái nhắm vào một mục tiêu quan trọng ở khu vực Jaffa nằm ở phía nam theo Aviv, đồng thời nêu rõ hoạt động này đã thành công khi nhắm trúng nhiều mục tiêu. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết họ đã đánh chặn được một mục tiêu trên không đáng ngờ ngoài khơi miền đông nước này vào đêm ngày 2 tháng 10, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Từ giữa tháng 11 năm 2023 đến nay, Houthi đã tiến hành nhiều vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa nhằm vào tàu thuyền có liên quan tới Israel ở Biển Đỏ và Vịnh Aden với lý do phản đối chiến dịch quân sự của nước này tại giải Gaza. Tổng thống Biden đổi ý sau khi Iran phóng tên lửa tấn công Israel. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang khuyên Israel cân nhắc các biện pháp đáp trả tương xứng sau khi Iran phóng gần 200 quả tên lửa vào Israel. Phát biểu trước báo chí ngày mùng 2 tháng 10, ông Biden cho biết, lãnh đạo các nước G7 đều nhất trí rằng Israel có quyền đáp trả nhưng cần thực hiện một cách thích hợp. Đồng thời, Tổng thống Biden nêu rõ không ủng hộ Israel không kích các cơ sở hạt nhân của Iran, với hy vọng ngăn chặn nguy cơ leo thang xung đột ra toàn khu vực. Theo Tổng thống Biden, các quan chức chính quyền của ông đã liên lạc với phía Israel sau cuộc tấn công của Iran ngày mùng 1 tháng 10 nhằm thảo luận các bước tiếp theo. Ông chủ nhà trắng hy vọng sẽ sớm có cuộc trao đổi với thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Theo đài CNN, những nỗ lực của tổng thống Biden nhằm gây ảnh hưởng đến thủ tướng Israel trong năm qua phần lớn là không hiệu quả và hai người đã không nói chuyện với nhau kể từ tháng 8. Đài CNN cũng dẫn lời hai quan chức chính quyền cấp cao nhấn mạnh giới chức Mỹ không cố gắng thuyết phục Israel kiềm chế việc trả đũa Iran, đây được cho là sự khác biệt đáng chú ý. Bởi lẽ sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel hồi tháng 4, chính quyền ông Biden đã thúc giục Israel kiềm chế sử dụng đòn bẩy hỗ trợ phòng không của Mỹ để thuyết phục ông Netanyahu giành chiến thắng bằng cách bắn hạ gần như tất cả các tên lửa đang bay tới. Giờ đây, Tổng thống Biden hy vọng Israel sẽ áp dụng cách tiếp cận có chừng mực để có thể vừa duy trì quyền tấn công trả đũa, vừa tránh hành động có thể thúc đẩy trả đũa thêm và đẩy khu vực này vào cuộc chiến tranh toàn diện. Một quan chức chính quyền cấp cao Mỹ nói với đài CNN không ai nói là đừng đáp trả. Thứ trưởng Ngoại giao Kurt Campbell ngày 2 tháng 10 cho biết các cuộc thảo luận với Israel vẫn đang diễn ra và nêu bật những rủi ro của tình hình. Ông Campbell nói, khu vực này thực sự đang sống trên lưỡi dao và âm ỉ nguy cơ leo thang lan rộng hơn. Điều này gây nguy hiểm không chỉ cho Israel mà còn cho cả lợi ích chiến lược của Mỹ. Những nỗ lực làm trung gian cho các thỏa thuận ngừng bắn ở cả Gaza và dọc biên giới Israel, Lebanon hầu như không có kết quả Giữa lúc này, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp diễn ra càng bồi thêm rủi ro trong những nỗ lực xử lý khủng hoảng. Quy mô của cuộc tấn công ngày 1 tháng 10 của Iran vượt xa trận mưa tên lửa và UAV mà Iran bắn về phía Israel vào tháng 4. Israel và Mỹ một lần nữa đã thành công trong việc ngăn chặn các tên lửa, một phần là nhờ nỗ lực phối hợp ứng phó nhiều tháng qua. Thế nhưng, quy mô của cuộc tấn công đã khiến các quan chức Mỹ kết luận rằng Israel trả đũa là hợp lý. Về phía Israel, Thủ tướng Netanyahu đã đón nhận thông điệp mới nhất của Tổng thống Biden như thế nào. Chuyện đó vẫn còn phải chờ xem, đặc biệt là khi vị thế chính trị của ông dường như vững chắc hơn sau những nỗ lực thành công nhằm làm suy yếu Hezbollah ở Lebanon. Cách đây vài ngày, khi bắt đầu cuộc họp nội các an ninh hôm 1 tháng 10, Thủ tướng Netanyahu cảnh báo Iran phạm sai lầm nghiêm trọng và sẽ trả giá vì đã phóng tên lửa vào Israel. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trên kênh Cuộc Sống Hôm Nay của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin hữu ích, xin hãy nhấn đăng ký kênh và chia sẻ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.